xin kính chào các quý vị khán giả. Hôm nay tại shop Audio Thiên Hạ số 5 ngõ 198 Thái Hà, chúng tôi sẽ bóc thùng. Đây là model lớn nhất của dòng model 800. Đây là model 800 D3. Đây là một sản phẩm lớn nhất của hãng hiện tại đến bây giờ. Với dòng sản phẩm này thì chúng ta hoàn toàn biết đây là sản phẩm đến chính từ Anh Quốc và cũng làm nên thương hiệu của BMW. Và dòng sản phẩm này thì nó có nhiều các model trước đây đã từng làm, các dòng của model 8 trước đây đã làm thì sản xuất từ năm 1979 và trải qua đến 5-6 cấu hình các đời nâng cấp, thì hiện tại là model 800 D3 Diamond này là một model mới hoàn toàn và có một cái sự khác biệt rõ rệt về màu sắc của âm thanh cũng như là cấu hình của loa. Còn hôm nay thì tại đây chúng tôi sẽ bóc và chúng ta cùng có một sự trải nghiệm. Qua lớp thùng vừa rồi bóc thì các bạn đã thấy đây là một đôi loa có một cái trọng lượng rất là lớn, nó lên đến gần 100 kg và thể tích cả thùng luôn là 116 kg. Và với một đôi loa này thì với sức nặng thế này thì để mà dùng bằng sức con người mà khênh thì rất là vất vả, nên các chuyên gia và các kỹ sư của hãng BMW đã đưa ra những giải pháp rất là tối ưu khi đưa ra dòng sản phẩm này. Và sau đây tôi sẽ giới thiệu từng các hình thức. Đây là một e căng của dòng sản phẩm này, và trên tay tôi đây thì là một hộp, trong này có một catalog hướng dẫn cũng như là tư cảm quan, quan trọng nhất là các bạn hiện tại mua tại Thiên Hà Auto chúng tôi thì sẽ được bảo hành đến tận 5 năm cho một dòng sản phẩm này. Các bạn luôn nhớ nhé, đây là một dòng sản phẩm được bảo hành đến tận 5 năm. Đấy, còn trên đây thì là sẽ là thư giới thiệu và cảm ơn của dòng 800 series. Và trong này thì nó sẽ có thêm một cái nữa để cho các bạn có một sự cảm nhận, đây là thư cảm ơn của hãng. Và đây là giới thiệu về dòng 800 series. Nhưng trên tay tôi đây hiện tại giờ là đang là hai nút nhôm sau. Đấy. Tức là đã được anốt hóa và một chút nữa thôi thì tôi sẽ lắp vào, và đây là sẽ lắp vào về phần âm chung của âm thanh. Đó, khi vận chuyển thì người ta sẽ tháo rời toàn bộ cái này ra, nếu không thì nó sẽ tạo ra một nguy hiểm. Còn trên tay tôi đây là các cái jumper để khi mình đấu cầu loa, nếu mà mình đánh theo mạch đơn thì mình sẽ đấu một cầu như này. Còn mình đánh đâu dạng định dạng BY thì mình không cần phải đấu. Và đây là một cái để chỉnh về chân đế, khi ta định vị được cặp loa ở đâu đó thì ta sẽ định vị bằng cái chân này. Một chút nữa thôi thì tôi sẽ làm cái nhiệm vụ này. Còn bây giờ thì tôi sẽ xin giới thiệu với các bạn, đây là một sản phẩm rất là đặc biệt và sẽ hé lộ dần về những dòng sản phẩm này. Đây là một Black Hydro. Đó. Như các bạn nhìn thấy này thì bây giờ thì chúng tôi sẽ cùng nhân viên chuyển cái này ra phía ngoài. Đấy, khi tôi đã đặt cái ben chân vào đây thì chúng tôi chỉ cần nhấc lên thế này là sản phẩm sẽ trôi ra. Đó, các bạn thấy sự tiện lợi. Thì với một đôi loa 100 cân thế này thì để vận chuyển bên làm thì cũng không phải là dễ, mà tốt nhất là người ta sẽ làm theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, đó là 9 bước cơ bản để mình có thể đưa cặp loa này ra phía ngoài. Còn bây giờ thì tôi sẽ xin dỡ lớp thùng bên này và chúng ta cùng lắp các phụ kiện và để xem cặp loa này có khác biệt gì so với những cặp loa của các hãng khác. Vâng, đây là cảnh báo của cái sản phẩm của dòng loa chung này. Với cảnh báo này thì ngay cả hãng đã khuyến cáo, tức là đây là một sự rất là chăm chút của hãng và cái sự cầu toàn, tức là khi người ta đến với cảnh báo người ta đã đưa cái này vào sản phẩm ngay, vì người ta sợ là khi vận chuyển thì các cái này nó sẽ bị cọ và sốc thì lại gây ra hiện tượng là bị lệch của phần loa chung này. Vì phần loa chung này chính là một đường ống lũ dẫn hơi, tức là dẫn khí của trong âm thanh, và khi đó thì người ta sẽ đưa cái này vào cho bên vào sản phẩm này, và khi mình đậy nó vào thế này thì là toàn bộ các khí trong này nó sẽ được ổn định
tức là cái khí dẫn thì nó sẽ được ổn định và nó sẽ cho âm thanh trung thực và tự nhiên và chất lượng tốt hơn. Và một phần nữa nó là một hệ thống bảo vệ chống bụi bẩn đó. Khi đó tôi sẽ đưa vào cái này để cho các bạn đó. Thì các bạn đã thấy một cái khối này coi như là nó hoàn thiện từ trên xuống dưới này. Đó là cái điều đầu tiên tôi muốn nói là về cái cảnh báo của loa chung này. Còn đến bây giờ thì tôi sẽ đấu các cầu loa này. Với các cầu loa này thì đây là sản phẩm mới nguyên siêu của thùng, nên vẫn còn các cái guarantee như này đó. Thì các bạn phải cậy ra, nếu mà các bạn muốn chơi theo kiểu đánh theo kiểu bắp chuối và banana thì là các bạn sẽ rút cái này ra. Vâng, tôi xin giới thiệu các bạn, đây là cái cầu loa của dòng loa BW800D3 này, với hai cầu trong này, tức là hai cầu để đánh giải âm chung. Nếu như theo tính truyền thống thì bình thường ra là hãng hay thích đấu hai cầu này, nhưng với dân audio file Việt Nam thì lại luôn luôn thích đấu hai cầu dưới này, của bên ngoài là giải âm trầm, vì giải âm trầm thì bao giờ cũng cho có chất lượng âm thanh, mà người Việt mình thì bao giờ cũng thích giải trầm sâu và thích hơn như thế. Và bây giờ thì tôi sẽ xin đấu cho các bạn. Và khi đấu thì các bạn nhớ siết chặt các ốc này vào để tránh tình trạng bị mô ve, thì nó sẽ bị đánh xông ngược lại thì rất hại cho âm ly đó. Đây là sau khi tôi đấu xong thì bộ phận nó đã hoàn thành như thế này. Và với một cánh tản nhiệt rộng như đằng sau lưng như thế này thì tôi thấy đây là một hãng rất là làm rất kỹ cầu toàn, tức là về các mảng về nhôm nhưng mà đã được anode hóa như thế này. Và toàn bộ hệ thống của loa này thì tôi lại thấy rất là đẹp, thích. Vì các bạn nhìn đây thì các bạn sẽ cảm nhận đây là một giọt nước đó. Và người ta với các loa khác thì có thể sau nhiều năm thì mới nghiên cứu ra triệt tiêu sóng đứng. Nhưng mà với riêng dòng BW này thì ngay từ ngày đầu sản xuất đã gần như là triệt tiêu các sóng đứng. Là vì tại sao? Vì tất cả các sản phẩm này ít khi các có góc cạnh, mà luôn luôn là đưa các dòng sản phẩm này vào theo một cái xu hướng là trượt sóng đó. Các bạn nhìn thử điều hiện tượng là trượt sóng. Đó. Còn về cái phần một chút nữa thôi, tôi được phòng test lát thì tôi sẽ nói sâu hơn về cái mảng kỹ thuật này. Còn bây giờ thì tôi muốn đưa dòng sản phẩm này lên luôn và ngay ở trên phòng test lát và chúng ta có một sự trải nghiệm. Còn phối ghép với âm ly gì, phối ghép ra làm sao thì các bạn hãy đợi vào những phút sau. Xin chào.